Tiền bối Tề Thiên, yêu đế tỉnh lại, nhân tộc sẽ gặp đại nạn. Chúng ta cầu xin tiền bối ra tay, giết chết yêu đế. Cái gì? Yêu đế tỉnh lại rồi? Xong rồi. Nếu để yêu đế rời khỏi bí cảnh, muốn giết chết hoặc phong ấn sẽ rất khó. Để ta vào bí cảnh đã phải trả giá không ít. Nếu chờ cao thủ nhân tộc khác đến hỗ trợ sợ là đã muộn. Vũ khí hạt nhân cũng không giết chết được yêu đế. Ném thêm một của nữa cũng không chắc giết được. Hơn nữa yêu đế đã có phòng bị, không bằng trực tiếp dùng thiên thạch rơi xuống để nổ tung toàn bộ bí cảnh. Ừ, cứ dùng thiên thạch rơi xuống đi. Ta sẽ giáng xuống uy thế hái sao? Chỉ sợ toàn bộ bí cảnh sẽ hóa thành cho bụi. Các ngươi mau chóng rời đi. Uy thế hái sao? Mạnh mẽ như vậy, một, thật sự có thể trực tiếp hủy diệt toàn bộ bí cảnh. Tề Thiên Đại Thánh rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thủ đoạn như vậy, thật sự chưa từng nghe thấy. Ngay cả cao thủ hóa thần sợ là cũng không có thủ đoạn như vậy đâu. Thật hay giả vậy? Ngay cả tiên nhân sợ là cũng không chắc có thủ đoạn như vậy đâu. Thiên đạo của thế giới này có thể dung thứ sự tồn tại của tiên nhân sao? Thiên đạo, nếu lão phu muốn, một trường có thể đánh tan trời đất này thành một tờ giấy. Tuy cảm thấy tiền bối Tề Thiên như đang khoác lác, nhưng hình như những lời tiền bối nói đều đã thành hiện thực. Đừng nói nhảm nữa, chúng ta mau chóng chạy đi. Lửa thiêu trời này thật sự đáng sợ. Nếu mấy lão già này liều mạng thật sự hơi phiền phức. Thủ đoạn khủng bố như vậy trong thời gian ngắn sợ là không thể sử dụng lần nữa. Tất cả yêu vương, mau đến mộ yêu đế. Ta muốn chữa thương tu luyện, các người hộ pháp cho ta, chờ một nén nhang sau sẽ giết sạch bọn chúng. Là phó viện trưởng đến cứu chúng ta. Không sai, ngươi bảo vệ đồng môn có công. Lần này tất cả tổn thất của Côn Luân Viện sẽ bồi thường cho ngươi. Các ngươi mau chóng vào trận pháp, rời khỏi bí cảnh. Phó viện trưởng, nhưng yêu đế vẫn còn ở đó. Nếu để yêu đế rời khỏi bí cảnh, chẳng phải phiền phức sao? Chuyện này không cần các ngươi lo lắng, tự có đại năng nhân tộc giải quyết. Nếu ngươi muốn ở lại đây cùng yêu đế chung cùng, lão phu cũng không phản đối. Đại năng nhân tộc, chẳng lẽ là viện trưởng ra tay? Lần này bí cảnh thật sự nguy hiểm vô cùng. Tiếc là không thể tận mắt chứng kiến uy thế hái sao của tiền bối Tề Thiên. Chỉ có thể để lại linh bù thôi. Năng lực hái sao? Thủ đoạn tiên nhân như vậy, ngay cả ta cũng chưa từng thấy. Sử dụng, thiên thạch rơi xuống. Mục tiêu, bí cảnh mộ yêu đế. Sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Chẳng lẽ tiền bối lừa chúng ta? Uy thế hái sao này cũng thật sự không phải. Thật sự là hái sao? Này, thật sự là năng lực hái sao? Tiền bối Tề Thiên rốt cuộc là đại năng gì? Thật sự có thể hái sao trên trời xuống? Chẳng lẽ là nói chúng ta trước mặt tiền bối Tề Thiên như kiến con? Sao băng rơi xuống đủ để hủy diệt một phương thế giới? Man. Đây là cái gì? Tề Thiên Đại Thánh nói nắm giữ Nhật Nguyệt Hải Tinh Thần. Là thật. Uy thế hái sao? Khủng bố như vậy. Nếu không phải thần thông bản mệnh của ta có chính mạng, sợ là đã chết trong bí cảnh. Uy thế hái sao?
khủng bố như vậy. Một kích có thể hủy diệt toàn bộ bí cảnh. Thật sự quá khủng bố. Có lẽ tiền bối Tề Thiên thật sự có thể một chưởng đánh tan một phương trời đất thành tờ giấy. Lần này Côn Luân Viện tổn thất nặng nề. Toán thù này không báo, Côn Luân Viện còn uy tín gì nữa? Mọi người về nghỉ ngơi đi. Uy lực của thiên thạch rơi xuống thật sự quá khủng bố. Uy lực gấp mấy vạn lần Đại A Vân. Thật sự có thể diệt sát cao thủ hóa thân. Nhưng cũng có nhược điểm. Nếu yêu đấy không phải là trọng thương, nếu đã rời khỏi bí cảnh trước đó, thiên thạch rơi xuống sợ là chỉ có thể giết một số yêu quái nhỏ thôi. Gần đây tích lũy được không ít cả tinh, hy vọng có thể rút được một ít đồ tốt. Động đất, cái này có tác dụng gì? Cao thủ đều có thể bay. Cái gì? Thiên vũ lại mở rồi. Tại sao? Những thiên tài khác của Côn Luân Viện đều sống, chỉ có cháu trai của ta lại mở lại. Lâu chủ, nghe nói thiếu gia gặp nạn trước đó, từng có tiếp xúc với thiếu gia của gia tộc Khôn ở Ngọc Khôn Thành. Đi điều tra cho ta, phải điều tra cho rõ ràng. Không được, vẫn quá nghèo. Bùa kim cương phòng ngự quá yếu, phải kiếm tiền. Mua pháp bảo phòng ngự cấp cao hơn mới được. Cơ giao, làm gì kiếm tiền dễ nhất? Kiếm tiền nhiều nhất, đương nhiên là luyện đan sư. Luyện khí sư rồi. Luyện đan, có thể thử. Nhược Khôn, ngươi lần này bảo vệ đồng môn có công. Tất cả tổn thất Côn Luân Viện sẽ bồi thường cho ngươi. Ngoài ra ngươi còn yêu cầu gì? Cứ việc nói. Viện trưởng, ta muốn luyện đan. Ta là phó viện trưởng. Cái gì phó cái gì chính? Tiểu tử ngu ngốc, không hiểu nhiều như vậy. Chỉ biết hiện tại Côn Luân Viện là ngài viện trưởng đang vất vả. Con đường luyện đan không phải ai cũng có thể đi. Bởi vì thiên phú xuất chúng, khó có thành tựu. Luyện đan cần phải đối với linh khí, đối với dược liệu, lửa đều phải cực kỳ nhạy bén. Nhưng nếu người muốn luyện thì cũng không phải là không được. Lôi đan này có thể luyện chế đan dược cấp 3 trở xuống. Sách ghi chép phương pháp luyện chế đan dược. Luyện đan không được nóng vội. Nếu không được thì bỏ cuộc cũng không có gì đáng xấu hổ. Cảm ơn viện trưởng. Nếu có việc, có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Thiếu gia, luyện đan thật sự quá khó. Cần thần thức cực mạnh và khả năng quan sát nhạy bén. Thần thức cực mạnh và khả năng quan sát nhạy bén. Hình như đúng là như vậy. Nhưng kết hợp với những lần thất bại trước đó, luyện đan hình như có quy luật. Nếu có quy luật thì nếu nắm được quy luật, có thể luyện đan hàng loạt không? Hiên Viên Tử đại sư, đã xuất quan chưa? Ha ha ha, lão phu vừa mới xuất quan, đã đột phá thiên cơ thuật tầng thứ tư. Có rất nhiều cảm ngộ mới. Không thiếu tìm lão phu có việc. Ta có một món hơi lớn, muốn hợp tác với ngài, mau đến Côn Thực Viện một chuyến. Hiên Viên Tử đại sư, có thể dùng thiên cơ thuật giúp ta tính toán ghi lại các thời điểm luyện chế Hoàn Xuân Đan không? Là nhiệt độ, độ đặn đặc linh khí vân vân. Đến lúc nào thì nhiệt độ và linh khí thay đổi như thế nào? Chuyện nhỏ, nhưng không tiểu. Luyện đan lão phu thật sự có thể giúp ngươi. Nhưng loại cách làm này cuối cùng cũng không phải là chính đạo. Đừng nói nhảm nữa, có thể giúp thì mau lên. Chỉ cần ghi lại đường cong nhiệt độ tốt nhất để luyện đan, đường cong linh khí, nên có thể luyện chế thành công đan dược. Hoàn Xuân Đan cực phẩm, tất cả đều là cực phẩm.